Uh-oh. Cô Bi thấy cái ví của ba đâu không? Đừng đánh hả? Cái này cảnh hỏng vậy. Cô Bi thấy ví ba đâu không? Đâu? Đâu nhờ? Ba khách ở đâu ba bên nãy ba để đây mà. Con thấy không? Cô Bi thấy không? Ba để đâu nhờ? Cô Bi thấy ví ba đâu không con? Tôi nhớ ba để ở cái ba lô mà nhờ. Tôi nhớ ba để ở ba lô mà cô Bi. Thấy đâu hết nhờ. Gì? Thấy không con? Sao cái ví của ba lại ở đây nhờ? Cô Bi, sao cái ví của ba lại ở đây? Cô Bi giấu của ba hả? Sao giấu của ba? À, cô Bi thấy nhờ? Cái túi của ba đi làm mà. Anh nha. Bye bye cô Bi nha. Cho ba đi chứ, mở cửa cho ba nào. Sao? Hả? Bây giờ phải mở cửa này ra cho ba chứ. Hả? Trời ơi. Mở cửa cho ba đi à? Mình tránh nào, tránh nào. Tránh nào. Tránh chứ.
Ruby chắc không muốn ba đi đúng không? Hả? Thế là giấu ví của ba với lại là khóa cửa lại là không muốn cho ba đi hả? Phải không? Đúng không ạ? Ruby buồn buồn thế. Giờ thế ba không đi nữa nhá. Đi nhà chơi với Ruby nhá. Ok không? Đấy. Hey. Thích không? À, thích hả? Thích. Để ba ở nhà chơi với con nhá. Được không? Hiện tại con muốn cho ba đi với con giấu cả ví ba. Nhà khóa ra cửa lại. Ruby cũng thông minh nhỉ. Đúng không? Đấy, chết chết. Thế bây giờ làm ngủ với ba nhé. Được không? Chăm sóc luôn. Thích được chăm sóc thế này phải không? Thôi giờ ba ở nhà chơi với con nhé. Nhé. Thấy không? Hả? Không có đi nữa nha. Mình nằm ngủ với ba nha. Nha. Ba nằm ngủ được có bị. Nằm đây với ba. Vì nó ba ấy. Vậy. Nhà nằm chơi đi nha. Với ba nha. Thank you.
ba ra đây. Sao hả? Có chuyện gì nói mẹ nghe coi. Sao? Sao con lại khóc thế này? Sao mà nước mắt nhàn rủa này? Sao ai con nhớ ba? Con bị thương nhá. Ba đi làm mấy hôm ba về thôi nha. Ngoan nhá. Không sao, bé tin. Mấy hôm nữa ba về mà, con nhớ ba. Con đem áo ra ngửi à? Hả? Ngửi mùi của ba à? Cho để nhớ phải không? Ba cho con tiền đây phải không? Tiền này để cất vô cái tiết kiệm của con nha. Không sao, con thích mua gì con mua nha. Được không? Không sao, ba đi làm về ba mua quà cho mấy chị em nha. Ngoan nè. Nhá. Ủa, ba phải đi làm kiếm tiền mà. Ở nhà thì làm sao kiếm tiền được nha. Ngoan nhá. Nhá, mẹ thương nhá. Ở nhà có mẹ rồi mà. Con yêu ba hả? Ôi trời ơi, thương kìa. Ôi nước mắt này. Mẹ lau cho con nha. Thương nào. Mẹ lấy sữa cho em uống nhá. Nhá. Lấy sữa cho cô Bi uống nhá. Cô Bi ngồi đây. Ngồi đây mẹ lấy sữa cho. Nào, con ngồi đây. Ngồi đây đợi mẹ tí nha. Đừng buồn ba nữa nha. Mẹ nói ba về sớm cho con nhé. Được không? Mẹ ngoan, ngoan nghe lời mẹ uống sữa đi. Rồi mẹ gọi ba nha. Mẹ nói ba đi làm về sớm sớm mẹ. Để chơi với con nhé. Được không? Nào uống sữa nào. Nào lấy sữa uống nha. Mẹ uống đi. Giỏi quá. Mẹ yêu nhé. Con
xin mẹ đưa con đi chơi nha. Chị Năm ơi, chị Năm. Ơi, sao đó Bảo? Sao? Cho Bảo đưa con đi chơi nha. Đưa con đi chơi á? Sao lại đưa con đi chơi? Bảo thích đưa con đi chơi à? Dạ. Ờ, thế đi chơi một tí rồi về đi cẩn thận nha. Dạ. Đi đi. Tí nữa mang về mà anh bảo đưa mang đi chơi tí nào mà đưa mang về.
nha. Vui chưa? Cảm thấy vui chưa? Tí nữa mon về nha, không phải lo nhé. À, mẹ ôm nè, ôm lên. Làm đây với mẹ nè. Em mon có biết đọc sách không á? Vâng, đợi em một xíu nhé, xíu nữa em ra em gọi lại cho. Hai chị em ngồi đây chơi nhá. Cô Bi không muốn nghịch em nào. Rồi cô Bi, nghịch em nhá, em khóc đấy. Cô Bi ngồi ngoan, ngồi trông em cho chị Trang một tí nhá. Cô Bi ngồi im nào. Rồi cô Bi bế em giúp chị Trang nhá. Đi 7 ngày sao anh? À, rồi có gì rồi để em sắp xếp quần áo đồ rồi em báo cho anh sau nhá. Dạ vâng vâng. Hai đứa ơi, bây giờ chị Trang ấy chuẩn bị phải đi công tác 7 ngày rồi. Cô Bi ạ, à, cô Bi giỏi nào, cô Bi ngoan nào, cô dạy chị Trang xem nào. Bây giờ chị Trang nói này nhá, ngừng đây. Cô Bi không được em. Nhá, im chị Trang nói nè. Bây giờ chị Trang chuẩn bị phải đi công tác 7 ngày á. Cô Bi với em Mon ở nhà chơi ngoan nhá. Vừa ngồi chờ chị Trang nhá. Bây giờ chị Trang đi vô trong kia, chị Trang chuẩn bị đồ. Sau đó rồi chị Trang ra, chị Trang cũng chuẩn bị phải đi trong hôm nay luôn. Cô Bi nhớ ở nhà ngoan nhá. Nhớ chăm sóc em Mon nhá. Chị Trang nói nghe không cô Bi? Nhá, nhớ nhá. Chăm sóc em Mon đi chị Trang nhá. Nào, ngồi đây nào. Chị Trang nói phải nghe thì chị Trang mới thương. Rồi khi nào chị Trang đi công tác về chị Trang mua quà cho cô Bi nhá. Ok không? Ok nào? Ok. Rồi cô Bi ngồi đây trông em mong cho chị Trang một xíu nhá. Chị Trang đi, đi chuẩn bị đồ quần áo vậy nhá. Cô Bi ngoan nhá, trông em nhá.
Bi, Bi làm gì á? À, em Mon đâu? Sao lại cầm túi vào đây như thế này? Đây là túi đựng tiền tiết kiệm của cô Bi mà. Cô Bi cho chị Trang á. Thôi chị Trang lấy đâu nhé. Đấy, Trang cố gắng đi về sớm thôi. Bởi thôi chị em mua quà cho cô Bi nhá. Không có gì phải buồn đâu. Cô Bi ngồi đây để chị Trang gấp quần áo, chị Trang chuẩn bị đồ đi nhá. Muốn phụ chị Trang gấp quần áo hả? Nhưng mà Trang gấp cũng gần xong rồi. Nào, cô Bi ngồi xuống đây nào. Gì? Muốn mở vali của chị Trang ra hả? Tí nữa chị Trang sắp phải đi rồi mà. Giờ mà cô Bi mở đồ của Trang ra thì tí nữa sao chị Trang đi được? Ý là muốn thử chân chị Trang lại chứ gì? Thôi chị Trang phải đi công việc nhá. Chị Trang về sớm với cô Bi, không có gì mà phải buồn đâu nhá. Ôi trời ơi, chị Trang không uống sữa đâu, chị Trang lớn rồi mà. Sữa này là để cho cô Bi thôi nhá, em không uống đâu. Thế để chị Trang bóc sữa cho cô Bi uống nhá, được không? À, ngồi đây, ngồi ngoan nhá, chị Trang bóc sữa cho cô Bi uống. Cô Bi tìm lấy sữa cho chị Trang đó hả? Chị Trang lớn rồi mà. Nào, đây, uống đi ngoan nhá. Hết chưa? Hết chưa, để chị An đi vứt bỏ cho. Rồi, cô Bi uống xong rồi chị An đi vứt bỏ cho nhá. Ngồi đây đợi chị Trang nhá. Để chị An đi vứt bỏ rồi sửa cho. Đi.
Trang bé nào. Trời ơi, chị Trang ôm Mon một cái nhá, để chị Trang chuẩn bị đi nhá. Nào ôm hai chị em nào. Hai chị em ở nhà nhớ đừng có ghẹo nhau nhá, phải bảo ban nhau nhá, nghe lời mẹ nè, hiểu chưa? Xong rồi vài bữa về chị Trang mua quà cho hai chị em nhé. Em Mon có nhớ chị Trang không? Chị Trang đi em Mon có nhớ không? Chị Cô Bi nhớ chị Trang lắm á, chị Cô Bi nhớ chị Trang mà, nãy giờ giấu đồ của chị Trang luôn. Bi không có ghẹo em nha, ở nhà phải thương em á. Rồi, thế bây giờ nhá, hai chị em ngồi đây nhá, để chị Trang đi nhá. Đến giờ của chị Trang rồi, muộn rồi. Nhá, em ngồi đây nhá. Nào, hai chị em ngồi đây chơi với nhau nào. Cô Bi bé em nhá. Em bóc bánh cho Thiên Nhi ăn nhá. Đây. Thiên Nhi ăn đi. Rồi chị Trang mở điện thoại cho Thiên Nhi coi, xong rồi Thiên Nhi ngồi đi đợi chị Trang nhá, để chị Trang đi nấu cơm nhá. Ok. Đây, Thiên Nhi coi đi. Thank you.
chưa đúng không? Chị Trang biết rồi nhá, tôi nghĩ không có gì để khóc đâu nhá. Rồi chị Trang chở đi về chơi với cô Bi nhá, được không? Ok không? Ok không? Đi về chơi với cô Bi nhá. Nhá, đi, đi. À, hay là mình mang bánh về cho cô Bi với con ăn nhá, được không? Đi rồi. Lại lấy cái bóng đi xem kìa, lại lấy lại đây để ăn bỏ bánh cho mang về cho cô Bi nhé. Đúng rồi, cô Bi giỏi quá. Mang bánh về cho cô Bi nhá. Đúng đi. Được về gặp cô Bi cái là vui liền đúng không? Thích không? Về gặp cô Bi thích không? Rồi, em sẽ đi cầm bánh đi. Cầm bánh về cho cô Bi. Ôi, con lại cầm cái màn của Sunny ra đây hả? Ôi, con đang xem Sunny à? Hả? Bi? Bi nhớ Sunny à? Ôi, sao Bi khóc thế này? Con nhớ Sunny hả? Mẹ thương nhá. Mẹ gọi Sunny về cho con nhé. Sunny đi chơi với chị Trang một tí thôi nha. Ôi, xem video của Sunny xong rồi nhớ Sunny này. Thương á. Mẹ thương nhé. Không sao nhé. Mẹ rồi. Mẹ dừng. Mẹ dừng cái video này nhé. Không là càng xem là càng khóc nha. Không xem nữa nhé. Để mẹ gọi. Mẹ gọi Sally về chơi nha. Nha. Nó yêu chị có video không? Ừ. Yêu không? Nè, mang con này xuống rồi đây. Mừng Sally đi đấy, con chạy lại kìa. Con cho ai? À con cho Bi á. À, Sally chỉ cho mỗi Bi thôi á. Sally nhớ Bi mà. Khóc à, con khóc à. Ôi thằng Mon, ôi Sally cô Bi cũng khóc này. Rồi con lên đây. Nè, Mon lên đây. Đây, rồi đây. Sally ơi, con nhớ cô Bi hả? Con nhớ chị Bi hả? Ôm chị Bi nhá, con sao chào cho chị Bi đi. Chị Bi nhớ con, chị Bi khóc nè. Nhớ. À nhớ á. Nhớ. Con nhớ Bi á. Con chị Bi không? Ừ. Đúng rồi. Mon ơi, con nhớ Sally không? Mon cứ đợi gặp Sally nè. À ngồi đây nha, ngồi đây hết nha. Sally mang bánh về cho Mon với cô Bi đấy. Đây. Đây cho Mon này. Đây, cho đi nha, cho xe đi này. Chị đang bóc bánh cho Mon ăn nhé. Đây, chị đang bóc đây. Đây, bánh của Mon đây, bánh của Mon đây. Nhưng Mon không ăn đấy. Mon không ăn quá nè. Bánh của Mon đây, bánh của Mon đây. Ai cũng có phần. Nè Bi. Đấy, Bi ăn bánh của con rồi đấy. Con ăn không, mẹ bóc cho. Con ăn Mon. Đúng rồi, con cho cô Bi ăn hả? Mon ăn cũng ngon quá kìa. Chị em thương nhau mẹ vui quá. Thế đi hôm nay sổ mũi à?
ngồi đây chơi nha, mẹ chuẩn bị đồ cho em mang về mà nói cái này nha. Mẹ bảo này, đi ngồi đây chơi nhé, mẹ đi lấy đồ cho em để mang về em về bà nội đấy nhé. Nhé. Ố, sao anh? Bà ngồi đây. Rồi. Mẹ xem nào.
nó đây. Sao lại còn có một cái điểm thế này? Con giấu túi của em phải không? Hả? Phải không? Sao mày để trong túi em mấy cái điểm với lại ít đồ mà sao bây giờ lại chẳng còn có một cái điểm thế này? Con giấu ở đâu rồi? Hả? Bây giờ con đi tìm cho mẹ nào một cái khăn của em này, mấy cái điểm nữa này. Đi đi, đi tìm phụ mẹ nào. Để mẹ đưa em đi bà nội mà. Ừ. Sao á? Không muốn đưa em đi bà nội nhưng mà cũng phải tìm cái khăn cho em để em ngủ nha. Cô Vy đi tìm đồ đi. Cô đi tìm lại cái đồ cho mẹ đi. CD cũng đi tìm nào. Tìm đồ chị cô Vy để đâu nào. Đi tìm nào. Đâu rồi? Con dở thì lên nào. CD dở lên nào. Có không? Không có à? Không có rồi. Không có ở đây rồi. Chị cô Vy để đâu? Để cái khăn của em ở đâu? Cô Vy đi lấy đi. Cô Vy con để khăn em đâu rồi, con đi lấy đi. Sẽ đi tìm nào. Con cũng tìm nhờ. Rồi sẽ cô Vy đi lấy đi con. Ô, một cái bình sữa rồi nè. Bình sữa của con này. Đấy. Để mẹ coi thử trong này có cái gì không nha. Ô, một cái biển. Chị cô Vy có trong đây một cái biển thôi. Đi tìm đi, Siri cũng đi tìm đi. Con đi tìm khắp nơi đi. Không có gì à con? Con không tìm không thấy cái gì hết à? Con tìm lại xem. Không có à? Không có gì hết hả? Thế chị cô Vy đi tìm khăn cho em nào. Chị cô Vy đi tìm khăn cho em đi. Đây, để cái bình sữa của em đây. Rồi cô Vy đi tìm khăn nào. Đi, con rủ chị cô Vy đi. Để mình coi cái tủ này có không nha. Ôi dồi ôi, một cái biển nữa rồi. Thế còn cái khăn của em ở đâu? Thế còn cái khăn ở đâu nhỉ? Cô Vy đi lấy khăn cho em đi. Vy. Đấy, em yêu con đấy. Con đi lấy khăn cho em đi. Con lấy khăn cho em xong rồi mẹ thử cho con học sữa nhé. Đi đi. Ôi dồi ôi, cái thằng ở đó à. Ê, đưa đây. Ê, khăn của Sari nè. Khăn của con nè. Sari ơi, chị Vy lấy khăn cho con rồi nè, con yêu chị đi. Con muốn đi bà nội nữa không hay ở nhà với chị Vy? Hả? Con có thích em đi hay là ở nhà với con? Sẽ để cô Vy. Em nhõng nhẽo quá. À của em á hả? Chị Vy, bữa sau đừng giấu đồ của em nữa nha, để em đi bà nội nha. Bà nội đang đợi em á. Hay là hôm nay mày gọi cho bà nội để nói là cho em Sari ở nhà chơi với con nha. Nha Vy nha. Vy giỏi lắm á. Nào, ngồi đây mày lấy sữa cho. Đây, sữa của mẹ thưởng cho cô Vy nha. Này, nãy mẹ hứa, mẹ thưởng này, giờ mẹ thưởng này. Sari uống sữa không? Con uống không? Con uống không? Đấy, mẹ cho chị cô Vy đấy. Con uống không? Mẹ lấy cho. Đi bà nội uống nha. Này mẹ cho con này. Uống không? Uống không? Mẹ lấy cho. Nào mẹ ẵm sẽ đi nha. Mẹ ẵm sẽ đi nha. Ủa con buồn ngủ rồi hả? Hay là sáng nay không đi bà nội nữa nhá. Ở nhà chơi với chị cô Vy nhá. Nha. Được không? Sáng nay sẽ đi ở nhà với con nhá. Không đi nữa nhá. Sẽ đi buồn ngủ rồi đấy. Thấy cái mền là buồn ngủ à, cứ Sari thấy cái mền là buồn ngủ à. Đấy, nhắm mắt nhủ á, nó nhắm mắt nó nhủ. Nhủ rồi à, chị cô Vy uống sữa xong à, ngủ với em nha. Nha. Mình phải ngủ đi.
mút chay à, ăn xấu thế. Nếu mút chay xấu xấu thế. Vâng, thôi để con chạy ra luôn ạ.
Bi không? Con sang cho chị Cô Bi nữa. Sang cho chị Cô Bi nữa nè. Nào bây giờ đi qua nhà nha. Đi chị Bi bên nhà đi con. Đi qua nhà nào. Chị Bi đâu qua nhà không? Kể chị Bi nhé. Chị Bi ơi, mẹ Bi. Chị Cô Bi với mong qua nhà này. Đi đây. Đi qua đây. Chị cho con này. Yeah, con cảm ơn chị đi. Yêu không? Lấy nho anh á. Chị Cô Bi cũng mang ra đây này. Đi lấy đi con. Lấy đi. Con rửa cái bị ra cho mẹ đi. Nãy mẹ rửa xong rồi đó. Chị Cô Bi mang sẵn ra đây để chờ Cô Bi wow. Sẽ chờ Sari về nè. Wow. Đây. Đây con. Đây cho Bi. Bi ăn rồi hả? Cho mon nè. Cho đi ăn đi con. Con ăn nữa không? Ừ. Ăn hả? Chị Cô Bi chuẩn bị nè. Này. Đi ăn đi con. Mon ơi, mon ăn không? Mon ăn được chưa? Cho mon nè. Con cầm lên đi. Con lấy đi. Ngon à. Cảm ơn chị Cô Bi đi. Chị Cô Bi chờ con về á. Nào em mẹ phủ cha nhé. Gửi tay nha. Ngon không Bi? Ừ. Ngon không? Ăn đi, con ăn đi.